Bạn và mấy người bạn của bạn ra khỏi một hộp đêm và bước vào con đường khá tối của thành phố. Mọi người đã có tâm trạng rất vui vẻ. Đó là một đêm tuyệt vời vì bạn và bạn bè được ôn lại kỷ niệm trong nhiều năm. Khi đang đi bộ và cười đùa cùng nhau, bạn không để ý thấy người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt mình và suýt nữa đâm thẳng vào anh ta. Bạn xin lỗi và đi vòng qua người đàn ông đó, nhưng anh ta bước tới trước mặt bạn, chặn đường bạn. Tất cả bạn bè đều trở nên im lặng và cuối cùng bạn cũng nhìn rõ người đàn ông đó. Người đàn ông cao hơn hẳn bạn, anh ta to lớn với những hình xăm lớn vòng quanh những khối cơ bắp cuồn cuộn. Có vẻ như anh ta xăm mình để che đi những mảng da trắng bị thiếu sắc tố. Mặt anh ta đỏ bừng và đầy giận dữ. Người đàn ông bắt đầu quát tháo bạn, hỏi tại sao bạn lại đụng phải anh ta và gọi bạn bằng những từ ngữ thô tục. Một lần nữa, bạn cố gắng xin lỗi, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục quát tháo. Như thế anh ta thậm chí không nghe thấy bạn nói. Anh ta đẩy mạnh vào ngực bạn, khiến bạn ngã vào một trong những người bạn đứng phía sau. Một anh bạn bước về phía trước để cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng người đàn ông đã đấm vào mặt và làm gãy xương hàm của anh ấy. Một cuộc hỗn chiến xảy ra ngay sau đó, mặc dù có thể mô tả chính xác hơn là một cuộc thảm sát. Người đàn ông đã nổi điên, liên tục đấm đá và cắn cả nhóm bạn của bạn. Anh ta mạnh đến mức không thể tin nổi ngay cả đối với một người to lớn và cơ bắp như anh ta. Một anh bảo vệ to lớn chạy đến với nỗ lực ngăn chặn cuộc hỗn chiến, nhưng ngay cả anh ta cũng không phải là đối thủ của gã khổng lồ xăm mình này. Bạn ngã trên nền đất từ khi anh ta xô bạn. Chứng kiến sự việc điên rồ này diễn ra, nhưng bây giờ những người khác cũng nằm hết trên mặt đất với đầy máu và cơ thể bầm tím. Anh ta quay lại phía bạn. Bạn cố gắng lồm cồm bò dậy, nhưng anh ta lao tới phía bạn ngay lập tức. Anh ta nhấc bổng bạn qua đầu và ném bạn vào thùng rác, khiến bạn bất tỉnh. Bạn mở mắt ra và thấy người đàn ông đang đứng trước mặt. Bạn có thể cảm nhận được máu từ các vết thương trên mặt chảy xuống mắt và miệng. Người đàn ông nhấc bạn lên bằng một tay và nắm cổ họng bạn đè vào tường. Anh ta vẫn đang trong cơn thịnh nộ, thở mạnh qua hàm răng nghiến chặt. Bọt trắng độc chảy ra từ khóe miệng khi anh ta đưa tay còn lại lên và cuộn các ngón tay thành nắm đấm. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ là vậy là hết sao? Nhưng sau đó bạn thấy điều gì đó. Hình xăm từ cánh tay của người đàn ông đang di chuyển. Con rồng dài, ngoan ngoèo đang uốn lượn và trườn như thể nó là sinh vật sống. Điều này thực sự xảy ra ư? Hay là do hoảng loạn tâm lý khiến bạn nhìn nhầm? Tuy nhiên, không có thời gian để cân nhắc thêm, vì người đàn ông lùi lại và tung một cú đấm thẳng vào mặt bạn. Bạn có thể cảm nhận mũi của mình xẹp xuống và gãy do va chạm. Điều này khiến bạn mất tập trung khỏi sự việc kỳ lạ sau đó. Ngay khi nắm đấm của người đàn ông tiếp xúc với khuôn mặt của bạn, con rồng trên cánh tay của anh ta dường như bơi khỏi da của anh ta và bò lên người bạn. Giống như một con rắn di chuyển trong nước, nó lướt khỏi nắm tay của anh ta rồi trườn trên khuôn mặt của bạn trước khi trượt xuống cổ và cơ thể của bạn. Một cơn đau nhức nhối khi nó di chuyển, giống như bạn đã bị ngàn mũi kim chọc qua da nhiều lần. Bạn hét lên vì đau đớn, máu từ chiếc mũi bị gãy trào ra khỏi miệng. Người đàn ông thả bạn xuống đất và lùi lại. Anh ta không còn nổi cơn thịnh nộ nữa, mà thay vào đó là vẻ bối rối. Anh ấy nhìn xuống làn da của mình. Hình xăm đã bị mất hoàn toàn. Ánh mắt vui mừng không thể kiềm chế lên trên khuôn mặt anh ta. Và anh ta quay người bỏ chạy vào bóng đêm, vừa chạy vừa cười khoái chí. Bạn bị bỏ lại và rên rỉ trong đau đớn, cuộn tròn như một quả bóng trong đống rác nơi anh ta bỏ lại bạn. Hình xăm rồng giờ đây bao phủ toàn bộ cơ thể của bạn. Như bạn có thể đã đoán ra, đây không phải là hình xăm bình thường. Không, đây là một sinh vật dị thường được tổ chức SCP gọi là SCP-021. Nó còn có tên gọi khác là hình xăm ký sinh. SCP-021 là một loại ký sinh trùng sử dụng cơ thể con người làm vật chủ. Vẻ ngoài của nó là một hình xăm lớn, cầu kỳ với hình một con rồng uốn lượn theo phong cách phương Đông, bao phủ khoảng 1m2 da của vật chủ. Điều làm cho hình xăm này thực sự độc đáo là nó có thể hoạt động và di chuyển trên cơ thể của vật chủ giống như một con vật thật, mặc dù chỉ trong không gian hai chiều, giống như một bộ phim hoạt hình đang chiếu trên da của họ. Sự chuyển động của hình xăm gây ra cảm giác đau đớn khủng khiếp cho vật chủ và được mô tả như hàng ngàn mũi kim nhỏ đang đâm vào họ cùng một lúc. Như thể luôn có một hình xăm mới được xăm, còn hình xăm cũ được xóa đi. Mặc dù sinh vật có hình xăm có thể di chuyển, nhưng nó dường như thích dành phần lớn thời gian trên thân người của vật chủ, mặc dù thỉnh thoảng nó di chuyển sang các bộ phận khác của cơ thể. Khi SCP-021 di chuyển trên bề mặt cơ thể vật chủ, nó dường như ăn các sắc tố trên da. Bữa ăn ưa thích của nó dường như là những hình xăm khác, thứ mà nó sẽ tìm kiếm và ăn ngấu nghiến. Mặc dù nếu không có hình xăm nào xuất hiện, hoặc nếu nó đã ăn hết các hình xăm trên vật chủ, nó sẽ bắt đầu ăn sắc tố từ da. Melanin là một sắc tố tự nhiên được tìm thấy trong da người. Sau khi SCP-021 hút nó khỏi vật chủ, nó sẽ khiến người đó bị tổn thương da vĩnh viễn và các mảnh da không có sắc tố xuất hiện, tương tự như bệnh bạch biến.
Quá trình này dường như không gây đau đớn cho vật chủ. Và các sắc tố, cho dù chúng là từ hình xăm hay là sắc tố tự nhiên của da, chỉ đơn giản là biến mất khi SCP-021 ăn chúng. Tốc độ ăn của SCP-021 sẽ là khác nhau, nhưng nó đã được quan sát thấy là có thể ăn sạch sắc tố trên hơn nửa mét vuông da trong khoảng 1 giờ. Một cách để ngăn SCP-021 ăn các sắc tố trên con người là nhanh chóng xăm thêm các hình xăm mới, hình xăm có loại trái cây hoặc động vật nhỏ, như một cách để đánh lạc hướng nó khỏi các sắc tố. Cho đến nay, ngoài chuyển động, sinh vật không thể hiện trí thông minh hoặc khả năng giao tiếp. Nó chỉ đơn giản là di chuyển và ăn. SCP-021 không ở vĩnh viễn trên da của bất kỳ vật chủ nào, và trên thực tế có thể chuyển qua lại giữa các vật chủ nhiều lần. Cách duy nhất để chuyển sinh vật là thông qua tiếp xúc vật lý. Mặc dù tiếp xúc với da không đảm bảo rằng sinh vật sẽ chuyển sang vật chủ mới, trong trường hợp chuyển giao thành công, hình xăm rồng chỉ đơn giản là bơi từ vùng da nơi tiếp xúc và sẽ tự gắn vào vật chủ mới. Tiếp xúc da với da theo nghĩa lãng mạn đã được chứng minh là phương pháp chuyển giao thành công nhất từ vật chủ này sang vật chủ khác, với tỷ lệ truyền là 93%. Tuy nhiên, bệnh như bạn có thể tưởng tượng, cảm giác đau đớn như xăm mình khi SCP-021 di chuyển khiến cho việc chuyển giao theo cách này là cực kỳ đau đớn đối với tất cả các bên liên quan. Và tổ chức cho rằng mặc dù tỷ lệ thành công cao, nó chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết. Tiếp xúc giữa hai vết thương hở đã được chứng minh là phương pháp kém hiệu quả hơn một chút, nhưng đã trở thành phương pháp chính để chuyển giao khi tổ chức SCP muốn di chuyển SCP-021 từ vật chủ này sang vật chủ khác. Có thể chuyển sinh vật từ vật chủ đã chết sang vật chủ còn sống. Mặc dù phức tạp hơn, SCP-021 dường như không bận tâm khi sinh vật chủ của nó không còn sống nữa, và dường như không phải chịu bất kỳ tác động xấu nào từ tình trạng của vật chủ. Vẫn chưa rõ liệu SCP-021 có thể được chuyển sang loài khác hay không. Cho đến nay, sinh vật chỉ sẵn sàng chuyển từ người sang người, mặc dù nghiên cứu về điều này vẫn đang được tiến hành. Có giả thuyết rằng nếu SCP-021 có thể tồn tại trên một động vật không phải con người, thì điều đó sẽ chỉ xảy ra trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi. Không giống như hầu hết các ký sinh trùng, SCP-021 mang lại một số lợi ích nhỏ nhưng hữu hình cho vật chủ. Ngoài việc vật chủ của sinh vật dường như có hệ thống miễn dịch được cải thiện, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự hiện diện của SCP-021 sẽ làm tăng sự giải phóng và tái hấp thu epinephrine của vật chủ, hay còn được gọi là adrenaline. Nó cũng sẽ làm giảm sự tích tụ của axit lactic, là chất tích tụ trong cơ bắp sau quá trình hoạt động, và gây ra cảm giác nóng và đau nhức. Kết hợp lại, những lợi ích này từ SCP-021 làm tăng thêm sức mạnh và sự tự tin cho vật chủ, cũng như tăng khả năng chịu đau cho các tình huống căng thẳng. Không có gì ngạc nhiên khi vật chủ của SCP-021 cũng thể hiện mức độ hung hăng cao, mặc dù nguyên nhân của sự hung hăng xuất phát từ nồng độ hormone cao của họ, hay đơn giản là do sinh vật khiến họ bị đau liên tục vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Mối quan hệ cộng sinh này từng bị giới hạn trong khoảng thời gian mà vật chủ có thể chịu đựng đau đớn khi hình xăm di chuyển trên cơ thể của họ. Sự đau đớn dai dẳng mà vật chủ SCP-021 phải chịu đã dẫn đến việc nhiều người đã tự kết liễu mạng sống của mình, và trong một số trường hợp rất hiếm, họ bị nhiễm trùng da rồi tử vong. Mặc dù đây có thể là hậu quả của những vết thương do vật chủ tự cào vào da của họ, chứ không phải bất cứ thứ gì liên quan trực tiếp đến sinh vật. SCP-021 hiện đã được quản thúc trên cơ thể của một nhân viên cấp D-139, người đã được giam giữ trong phòng giam tiêu chuẩn 217A. Và việc quản thúc tương đối dễ dàng khi nó có thể được giữ trên cơ thể của một đối tượng con người, nên 021 đã được phân loại là an toàn. Chỉ nhân viên cấp D mới có đủ điều kiện trở thành vật chủ của SCP-021. Quy định hiện tại là cho phép sinh vật sống trên cơ thể của một vật chủ cho đến khi nó không thể sống ở đó nữa. Bản chất thực sự của SCP-021 cũng như nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn đối với tổ chức. Các nỗ lực đã được thực hiện để theo dõi lịch sử di chuyển của nó từ trước thời điểm nó bị giam giữ. Người ta giả thuyết rằng sinh vật có thể hàng trăm năm tuổi, nếu không muốn nói là già hơn. Bạn có thể thấy là số hiệu của nó rất nhỏ, đồng nghĩa với việc 021 là một trong những SCP lâu đời mà tổ chức quản thúc. Nó đã được chứng minh là một công cụ giáo dục rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu mới, khi họ nghiên cứu sinh vật kỳ lạ này và sự tồn tại hoàn toàn trong không gian hai chiều của nó. Bây giờ, hãy xem thêm những video khác từ các hồ sơ của Tiến sĩ Bob và nhớ đăng ký để chúng tôi tìm hiểu sâu hơn và rõ hơn về những lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.